thì về cái lý do mà em biết đến trường Depression thì do một tiền bối ở trong trường cấp 3, trường chuyên Lưu Ý Đông Khánh Hòa, thì anh ấy cũng ứng tuyển cái học bổng Stipendium Hungaricum này, và anh đậu cũng trường Depression luôn, anh học y tế công cộng. Và tuy nhiên thì lúc đó mình chỉ biết thôi, mình chưa có định apply cho học bổng này. Mình quyết định là đi du học khá là muộn, là vào cuối năm 12. Thì lúc đó mình mới chuẩn bị mọi thứ như là thi IELTS, rồi tìm hiểu các cái học bổng trên thế giới, cũng như là học cách viết một cái bài luận như thế nào. Và mình đã apply cái học bổng này vào cái đợt tuyển sinh vừa rồi. Và nó là một cái quá trình chuẩn bị cũng rất là nhiều cái khó khăn. Thì cái quá trình apply học bổng này thì quá trình chuẩn bị hồ sơ thì đầu tiên á, thì em sẽ đọc cái thông tin ở trên cái trang chủ của Stipendium Hungaricum. Thì bây giờ thì em không có nhớ hết những cái hồ sơ, những cái giấy tờ nào cần thiết, nhưng mà những cái danh sách, những cái giấy tờ cần thiết và cái hạn chót khi nào nộp, thì về cái timeline của cái quá trình apply thì họ đều thông tin đầy đủ ở trên cái trang web Stipendium Hungaricum bằng tiếng Anh. Và ngoài ra là mọi người cũng có thể tham khảo thêm cái thông tin tuyển sinh của Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở trên trang web của họ. Và có một điều khá là đặc biệt là cái quá trình tuyển sinh bình thường á, thì cái quá trình apply vào trường Depression là nó sẽ diễn ra vào cái giai đoạn 2 của quá trình tuyển sinh, tức là sau khi mà các bạn vượt qua vòng hồ sơ. Tuy nhiên là với sự trợ giúp của Hợp Điểm thì em đã thực hiện quá trình tuyển sinh vào trường Depression trước khi mà em nộp hồ sơ cho học bổng này luôn. Thì điều đó có nghĩa là nếu các bạn khác làm khi mà qua vòng 1 rồi đến vòng 2 các bạn phải làm bài thi, thì em không cần phải làm bài thi lúc đó, bởi vì em đã có thư mời nhập học của Depression rồi. Và ngoài ra thì một điều nữa là cái hồ sơ của em thì được tuyển thẳng vào Depression mà không cần phải làm một cái bài thi nào, thì em thấy đó cũng là một điều khá là may mắn cho mình. Dạ vâng ạ, thì về cái lĩnh vực ngành sinh học và cái định hướng mà học tập và nghiên cứu thì cái vấn đề này thì con định hướng từ rất là lâu rồi, từ hồi cấp 2 thì quyết định đi theo cái con đường này, và bởi vì mình thật sự mình thích cái ngành này. Và một lý do mà mình chọn cái trường Depression này cũng như là chọn những cái trường khác trên thế giới đó mình apply là mình sẽ tìm hiểu kỹ những cái hoạt động về giáo dục cũng như là nghiên cứu của cái khoa mà cung cấp cái khoa mà giảng dạy và đào tạo cái chương trình sinh học của mình. Thì mình có tìm hiểu, mình vào cái web của từng trường cũng như là trường Depression, mình tìm hiểu những cái hoạt động nghiên cứu, những cái bài báo của những cái giáo sư ở đó. Và nếu mà mình thấy là những cái chủ đề mà họ đang làm thật sự mình hợp với mình, hợp với cái định hướng nghiên cứu của mình, thì mình sẽ chọn cái trường này. Depression cũng là một trong số rất là nhiều trường trên thế giới mà con chọn cho cái kỳ apply đại học này, là họ có những cái giáo sư đang làm về những cái chủ đề mà về những cái chủ đề, những cái hướng nghiên cứu mà phù hợp với lại cái định hướng nghiên cứu sau này của con. Con dự định là theo một cái mảng là về ứng dụng cái phương pháp miễn dịch trong điều trị ung thư. Thì về bản chất của cái essay ở tức là mình sẽ nộp hai cái essay, một essay bằng tiếng Anh là chúng ta nộp cho bên phía Hungary, và một essay bằng tiếng Việt nộp cho bên phía Cục Hợp tác Quốc tế của Việt Nam. Thì về bản chất cái hai cái essay này nó khá là tương tự nhau, nó đều là motivation letter, và bên kia là cái gọi là trình bày lý do bạn muốn nhận học bổng này để đi học. Thì bởi vì là mình không có quen với lại cái việc viết essay cũng như là cái việc viết, nên mình cố gắng mình trình bày cái bài viết của mình nó thật là đơn giản và nó xúc tích nhất có thể. Và những một số cái ý quan trọng trong cái bài essay, trong cái motivation letter của mình là mình kể về cái việc là tại sao, cái việc gì đã dẫn mình đến cái sự đam mê và yêu thích cái bộ môn sinh học.
và cũng như là những gì mình đã học được ở trường trong những cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Và mình dự định là mình sẽ nghiên cứu những gì mình sẽ hoạt động trong phòng thí nghiệm của họ như thế nào, và đồng thời là cuối cùng cũng rất là quan trọng, đó chính là mình thể hiện được cái định hướng tương lai của mình, là mình sẽ về nước, mình sẽ làm những gì ở Việt Nam để vận dụng những cái kiến thức của mình đã học. Về có thể là những cái bạn khác thì có phỏng vấn, nhưng mà về phía con thì con không có nhận được bất cứ yêu cầu về phỏng vấn nào. Thì theo con biết là nếu mà các bạn chưa có cái chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì có thể các bạn sẽ được phỏng vấn để phỏng vấn bằng tiếng Anh, để các giáo sư có biết được cái trình độ ngoại ngữ của mình như thế nào ạ.